Hay các bạn chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của tân ngày hôm nay nha một ngày kể chuyện ma à, nhân dịp ngày vỗ tổ à, vua hùng của à, nước mình thì tân kể cho các bạn nghe một câu chuyện à, một câu chuyện mà nó liên quan đến à, tâm linh của người việt nhưng mà người việt nhiều khi là không biết mà người ở ngoài nước mình thì biết cho nên là câu chuyện nó đặc biệt Tân mới kể cho các bạn nghe Câu chuyện này được đến từ một người chị à, Chị quê ở phía Bắc mình Thì chị có yêu một anh chàng à, Ở bên uh, Thái Lan Và ở phía Nam của Thái Lan Thì à, chị quen anh này được 8 năm Thì mới quyết định là lấy ảnh làm chồng Nói chung là cuộc tình này cũng kéo dài đó 8 năm là cũng phải ít đồng cho nên tương đối là chị cũng khá rành à, đường đi nước bước cũng như là làm ăn ở tại Thái. Nhưng mà do chị cảm thấy là ở Việt Nam mình á, sống nó có thoải mái hơn và nó có nhiều bạn bè anh em hơn. Chị cứ lưỡng lự hoài mà do anh này ảnh thương chị. Ảnh à, hy sinh rồi ảnh cũng chờ đợi đủ thứ các cái. Thì chị động lòng, lại 8 năm con gái mà thanh xuân được bao nhiêu đâu. Thấy không, cũng nhờ tấm chồng thôi. Cho nên là chị mới quyết định là thôi chị lấy chồng, chị về bên uh, phía Nam của Thái Lan lập nghiệp. Thì hoạt động của vợ chồng á là nằm trong ba tỉnh của miền Nam của Thái Lan. Thì chồng của chị đó là làm về phía bên nhà nước nhưng mà kiểu như là làm về giấy tờ rồi văn phòng thôi. Lương thì cũng ổn định, nói chung là lương của chồng á, là đủ nuôi gia đình coi như là sung túc. Nhưng mà con gái của người Việt Nam mà đâu phải là, là là mình qua đó để ăn bám chồng mình chị cũng có cá tính của chị chứ chị giỏi cho nên là chị muốn mở một cái gian hàng ăn uống ở trong chợ các bạn biết rồi Thái Lan ở đâu cũng có chợ hết trơn á đặc biệt là ăn uống là coi như phủ đầy hai bên đường thời điểm đó cũng chưa có dịch bệnh gì hết thì chị cũng buôn bán bình thường thì chị làm cái món là giống như là bún thịt nướng mình gọi là nem lụi đó À, rồi chị pha chế nước mắm rồi chua ngọt các cái rau củ nó phù hợp với người thái chị bán ngoài chợ gần nhà nó thực sự ra chị đóng cái gian hàng lại đi bộ chừng à, một con đường à, là chị tới nhà rồi cái cuộc sống hai vợ chồng cứ vậy mà phát triển chị này á tính tình thì nói chung là ôn hòa mà rất thích giúp đỡ người khác thực sự ra có những cái à, tân cũng rất thích từ cá tính của chị qua cách nói chuyện rồi chị chị làm việc rồi chị trả lời những câu hỏi của tân liên quan câu chuyện này chị cũng nhiệt tình dữ dằn lắm đa số fan của tân mà đã gửi chuyện rồi đó là chuyện ly kỳ không <laughs> thì uh, ngày hôm đó đó là chị mới biết cái chuyện là vậy ở gần nhà của chị này ở, cái gần cái 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 cái, cái sập bán cho phải ở nhà ở gần cái sập bán của chị là cách đâu chừng bảy uh, tấm căn thì có cái cặp vợ chồng đó là họ cũng sống là nhà họ ngay đó luôn họ có một cái sạp bán giống như là họ bán đồ lặt son các bạn là nồi niêu rồi họ bán thêm như tiệm tập quá đi nói vậy bạn dễ hiểu là cái gì cũng bán hết thì họ có cô con gái mà ngày đó là tốt nghiệp đại học thì uh, tân giải thích sơ đó. cái trường đại học này là một cái trường giống như là trường tư nhân nó dạy cái ngành nghề cũng gần như là một cái, cái ngành nghề nó không phải là chính thống giống như một số bạn bây giờ đó đóng vô những cái trường tư nhân để học những ngành nghề đại loại giống như về truyền thông à hay là đi sâu về cái những việc design hay là à, thiết kế hay là làm cái gì đó mà nó thuộc về tư nhân. À, thì cái cô con gái của nhà này đó là học cái trường giống như vậy và tốt nghiệp. Thì cái trường bên đó họ có đề nghị gia đình bên này là đóng một số tiền. À giống như là người ta không bắt buộc nhưng mà cô này có tốt nghiệp thì đóng số tiền thì bên trường người ta may cho cái bộ đồ để mà dự lễ tốt nghiệp thì đây là một cái hình thức mà bạn quá rõ trường học mà người ta không kiếm thêm chút đỉnh các bạn à, may đồ là có tức kiếm tiền còn đóng tiền mà thì người ta không bắt buộc thôi ở việt nam mình thì bắt buộc nha nước người ta cũng như vậy nhưng mà ta không bắt buộc à muốn thì tự đóng thì được may đồ đồng phục lên đo đạt chung với bạn bè còn không thì bận những bộ đồ tương tự cũng được có thể tự đi may có thể bận lại đồ của anh chị của trường khác tốt nghiệp miễn là đừng có cái 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 logo của cái trường khác vô thôi là được một cái áo trơn là được rồi à để lên nhận bằng tốt nghiệp nói chung trường người ta cũng không làm khó thì cái cô này cũng về nói với ba mẹ mày bạn biết là ở trong chợ thì gia đình của người ta cũng không phải là khá giả gì May một bộ đồ vậy thật sự ra thì người ta trả được À nhưng mà nó phí Bởi vì tốt nghiệp dự lễ có một lần à, à, Chủ yếu là chụp hình thôi Lưu kỷ niệm thôi Còn cái áo thì cả đời nhiều khi không bận lại Mà cái giá là mà mấy trăm bạc À cho nên là thôi người ta cũng suy nghĩ tới suy nghĩ lui đắn đo thì người ta mới quyết định là người ta đi thuê thì cái chuyện thuê là cái chuyện nó dễ dàng nhất mà trong chợ thì thôi người ta bán đồ thuê đầy thì mới ra một cái sạp để mà thuê cái chuyện đó thì khi mà tới thì thấy ngay cái bộ đồ mà tốt nghiệp mà người ta may sẵn rất là phù hợp với lại cái cô con gái nhà này cho nên là người ta vô người ta thuê thuê thì nó rẻ à nó không có mắc thì khi mà ướm thử hết các cái thì thấy hợp đẹp à thì mới đem về là thuê. Sáng hôm sau cô này bận cái áo này. Đi vô trong trường để dự lễ tốt nghiệp. Thì nói chung bạn bè cũng khen lắm. Bạn bè nói là cái áo đẹp. Thì cái áo này nó khác biệt những áo khác. Thí dụ như nhà trường May nó có cái viền màu đỏ. Thì cái áo này chắc chắn viền nó màu đen hoặc là màu xanh. Đồ thuê mà. Nó chỉ là cái áo tốt nghiệp có cái phơm nó thôi. Thì mấy cổ mới mang vô thì bạn biết trời nóng. À, Thái Lan một cái nó nóng nó nóng hơn mình cũng như mấy à, thời gian vừa rồi mà nhiệt độ mình lên 40 độ thì nó 54 độ à, Ừ nó nóng cỡ Cảm. đó lắm thì cho nên là cổ phải cởi cái áo ra cổ để trên cái ghế tại vì trước khi vô lễ là người ta còn tụ hợp rồi người ta chia tay thầy cô rồi người ta chụp hình này, này kia các cái lưu niệm này nọ rồi thậm chí có bữa tiệc nhẹ tại vì trường là trường tư nhân mà nó thì cũng làm màu mè nhưng mà trường thì không má lạnh không phải trường nào người ta cũng đầu tư tới nơi tính chốn. Có những trường người ta vẫn bình thường trong cái không khí ôn hòa, sống máy quạt thôi. À, Tiết kiệm. Đó thì giống như nóng quá, cô cởi cái áo cô để ra. Thì Thái Lan nó cũng ăn cắp gì trong mấy ăn ăn cắp mấy cái áo đó rồi chi chứ? người ta để đó thôi. À, thì à, cô nói chuyện với bạn bè một hồi đó, cô mới chạy đi ra ngoài căng tin. Thì mục đích ra là để chúng chia tay với lại những người trong căn tin những người thầy cô những người lao công à, cũng như là cái tình cảm người ta bao nhiêu năm học ở cái trường đó thì đang ngồi ăn chè nói chuyện vậy các bạn thì có một người ở trong cái hội trường tính đi ra thì mới gặp cái cô này đó thì cái người đó mới nói rằng là ủa tao mới thấy mày ngồi ở trong kia mà 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 mà, mà sao tự nhiên mày ngồi ở đây thì cô nói đâu có tôi ngồi đây nãy giờ với các bạn không hồi nãy tao thấy mày bận cái đồ là tốt nghiệp có phải là giền màu xanh đúng không mày ngồi ở cái hàng ghế đó thì cô này nó có đúng nhưng mà tôi không ngồi ở đây thì nghĩ là ai đó thấy áo mình đẹp ướm thử thì cô nói trời ơi không lẽ mày không nhận ra được cái mặt bạn mình thì cái người kia nó không cái gương mặt là gương mặt của mày nhưng mà cái gương mặt rất là xinh xao tím tái nhìn nó ghi lắm thì sợ mày bị gì tao mới chạy ra định mượn chai dầu của mấy cô căng tin để vô mà xoa cho mày. cái cái cô này hết hồn, Ủa kỳ vậy ta. ai mà mà để vậy thì cũng nghĩ là bạn mình với nhau thôi mới đi vô lại để coi. thì vô coi, tấm áo nằm trên ghế, không có một ai bận hết chân, không có gì hết, thì mình nghĩ là cái người đó bận rồi trả lại rồi đi thôi. đó, thì mọi người bình thường cô này bận áo thì vô lễ tốt nghiệp, vô lễ tốt nghiệp thì phải kêu tên cô này lên thì cũng mới bước lên cái bục để cô nhận cái cái cái, cái bằng tốt nghiệp đó thì hầu như những ai cái là cô bước lên chừng ba bước đầu những ai có mắt âm dương họ nhìn thấy ngay cô này lạ hai mắt chảy máu tươi mà mặt tím tái da đen giống như bị trúng độc thì họ bắt đầu họ hoang mang họ nhìn tới họ nhìn lui thì vì họ có mắt âm dương bạn nhưng mà đến khi cô cầm cái bằng tốt nghiệp thì hầu như cả hội trường ai cũng thấy cổ bắt đầu tím tái và thở dốc cũng ngất liệm ngay trên cái bục đó luôn thì mọi người mới đưa đi cấp cứu đưa vô thì bệnh viện ở phía nam của thái lan họ nói là bị trúng một cái loại độc rất là hiếm nó giống như là dị ứng cơ thể từ bên trong bên ngoài sau đó không có cứu được à đêm về là coi như là đợi chết thôi thì cái lúc mà đẩy xe cấp cứu này kia gia đình về đó thì cái chị mà kể chuyện cho mình chỉ nhìn thấy tại vì cũng cùng là bạn hàng bạn chợ với nhau thôi đó thì họ nhìn thấy họ phải tò mò ủa cô này còn trẻ quá mà mà đang dự lễ tốt nghiệp mà sao vậy thì họ nghĩ là bị tai nạn bị tai nạn chứ không ai nghĩ tự nhiên đang đi dự lễ tốt nghiệp chúng đọc chết chuyện phi lý quá thì nghĩ là tai nạn thôi chứ không có chuyện gì ghê gớm hết thấy không mới chạy tới coi coi thì mới biết. nghe gia đình thì khóc quá mà cái tình cảnh bạn biết là biết người thân mình được trả về mà thì ta khóc cỡ nào mà trẻ nữa trẻ nữa mà cỡ đó là khóc cỡ nào thì cô này cũng thấy vậy vô thì bắt đầu chúng ta bóc cái mùi cái mùi nó tanh mà nó hôi kinh hồn luôn mà da đen lại hết chị này chỉ tả là da đen lại hết và cái mùi rất là tanh thì những người thái họ nghe họ nhận không ra họ nói cái mùi này mùi gì mà sao mà khó chịu quá vậy ta à, mùi lạ khó chịu quá thì cái cái chị kể chuyện cho tụi mình nghe nó chỉ nhận ra bởi vì cái cái cái, cái nơi chị sống ở trong quê ngày xưa ngoài bắc đó là người ta có làm gà để mà người giống như là làm gà mà đi xuất khẩu mà bóng đóng hợp thì có những cái bộ phận người ta dục ra bên ngoài thì để lâu nó ương nó thúi cái mùi đó thì lúc này là cổ mới chị này chị mới mới la lớn lên là cái, cái con bé đó nó có cái mùi mà thịt gà ương thì người ta mới 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 mới, mới sực nhớ ra là đúng cái mùi giống giống vậy đó ở sao kỳ vậy cái người bị trúng độc gì mà có cái mùi đó thì trong lúc mà đang bối rối như vậy thì tự nhiên họ nghe tiếng con gà nó gáy. Khi mà quay qua thì là con gà mái mà nó đang rướng cổ nó gáy. Thì người ta thấy lạ vô cùng. Nhưng mà đối với người Thái thì cái chuyện đó không là gì. Nhưng mà đối với chị này đặc biệt là người Việt mình gà mái gáy là có điềm xui. Con gà mái mà nó rướng cổ nó kêu là nhà có người lên đường. Có điềm không ai. Gà mái sao gáy được? Mà nó rướng nó ra ấy là có chuyện gì đó ghê gớm lắm. Thì lúc đó chị mới nói cho cái, cái gia đình này. Chị nói là cái cô này cũng bị chuyện tâm linh. Sao tụi bay không kêu thầy tới đi? Tại vì cái hiện tượng này đó nó lạ, nó, nó nghịch lại với, với tự nhiên. Thì thường người Việt sẽ coi đó là chuyện tâm linh. Nào giỡn bạn nghe một câu chuyện ma thái thì người Thái rất là tâm linh. Nhưng trong câu chuyện này, chị này là người phát hiện, phát giác ra từ đầu chí cuối. Thì lúc đó người ta mới kêu thầy tới Thì đúng là khi mời thầy tới Thầy cao tay không à Người Thái người ta ít khi có thầy lụi lắm à, Kêu tới là cao tay không Vô bắt đầu người ta làm Thì người ta mới nói rằng đó Cô này xui một cái là bị một cái dông Mà dông này đó Là dông lạ Không phải là người của mình Mà người này là người luyện bùa Thì bị hai dông cùng nhập Một là dông kích oan Hai là dông thành tinh một cái con vật thành tinh nó nhập vô thì bây giờ thầy chứng thì chỉ chứng được cái dông chết oan thôi bởi vì nó chết tha phương không phải là người của dùng này thì linh lực nó rất yếu nhưng mà cái con vật thành tinh thì khó lòng chứng yểm cho nên cô này sẽ kéo được mạng thêm 25 ngày nữa rồi cũng phải đi cho nên gia đình có muốn chăn chối gì đó làm gì đó thì làm cho cổ trong 25 ngày đó thì gia đình nào cũng vậy thôi các bạn Người Thái, người Hàn, người Việt Con cái mình còn nước còn tác Phước chủ may thầy Cho nên là người ta phải Chữa thôi thì mới vô làm à, Vô làm thì chứng cái dòng đó thì Cái dòng đó khi mà Nó hiện hồn nó nhập vô trong người Của người những người dòng dòng đó, đó, Thì nó nói tiếng Bạn biết chị thì chị quản hồn Chị mới nói rằng là Ủa sao nói tiếng Việt Dông nữ mà nói tiếng Việt không phải tiếng thái thì chỉ mới mới nói cho những người đó là cái dông đó là là cùng quê nói tiếng việt là cùng người việt mình đó. thì chỉ nói là ở phía nam cũng rất nhiều người việt mình sống người ta qua đó ta làm ăn người ta đi lấy chồng cũng có các vùng miền đều có hết chứ không phải là không thì có lẽ cô này là dông ngoài mức tha phương thì cái người thầy cúng mới quay qua nói với cái chị này đó cái người này cũng là thầy khi sinh thời luyện bùa hại người cho nên cái con vật thành tinh này khi mà luyện nó lớn nó mạnh rồi á, cái chị này không quản được. Cho nên bị nó giật chết. Và chết là do chết bị xe cán. Đó, thì mới bắt đầu lần mò theo cái, cái, cái sự hiểu biết giữa chị này với lại người thầy Pháp đó. Thì mới lần mò lại cái chỗ cho thuê đồ, hỏi. Thì người ta mới nói rằng là cách đó khoảng 1-2 tháng có một cái cô là cô bị xe cán chết ở đây không có toàn thay thì mới gọi mới tìm đến cái 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 nơi mà chịu trách nhiệm về cô này là nhà của này ở ở thái đó thì người nhà bên đó mới nói rằng cô này là người việt mà có cái bàn thờ ở trên là thời dông thời dị trển của luyện thì cổ cũng giúp cho người ta rồi cũng bùa ngải này kia các bạn à, giống như là, họ luyện âm binh rồi luyện tùm lum luyện tinh ở trên đó thì thầy mới lên thầy coi coi thì thầy mới đem ra một số vật dụng là của người việt mình thì cái chị này chỉ thấy thì chỉ hiểu chỉ nói rằng là vậy nếu bây giờ đó mà muốn giúp cho cái cô gái mà 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 tốt nghiệp đại học mà mà mới vừa bị mà 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 mà, mà mém chết hai thì 25 ngày đó để đem về Việt Nam được không thì phải sẽ tìm thầy của người Việt mình để mà trừ cái loại tin có nghĩa là yêu tin mà cái cô người Việt mà chết oan luyện đó thì mới giúp được thì thầy Pháp đồng ý à tại cái lời của người thầy Pháp rất quan trọng nha các bạn Người Thái họ cũng chỉ tin người Thái thôi Chứ họ không có tin mình tuyệt đối đâu Nhưng mà họ thấy cái chuyện này nhiệt tình Nhất thứ hai là thầy Pháp đồng tình Tại vì chứng được cái quan hồn rồi Chứng được cái quan hồn của, của, của cái người chết oan rồi Thì bây giờ phải chứng được cái con vật thành tinh Thì chị này mới nói với người nhà của cái cô đó Rằng là nếu được thu xếp về Việt Nam tìm thầy Thì ra với phía Bắc của mình Thì khi ra phía Bắc của mình các bạn Là tìm đúng thầy à, Khi về là ông thầy cũng nhìn ông biết liền ông nói cô này luyện gà tinh, luyện gà tinh lấy máu người nuôi gà tinh, cho nên là bị con gà nó mạnh quá nó giật chết, mà gà tinh này chỉ xuất hiện ở phía bắc, những rừng núi phía bắc người ta luyện để mà thành tinh hại người, phải sử dụng giống như là bảy loại máu của trẻ con và những phần thi thể chết oan của người sống để luyện nó cho nó ăn từ từ cho nó uống từ từ để nó thành tinh thì thầy mới đứng ra thầy 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 luyện để mà thầy giúp nó giúp cho 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 cái cô bé mà mà bị nhập đó và đẩy cái 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 hồn mà gà tinh ra ngoài thì để làm được cái điều đó bạn biết là làm cái lễ không thỉnh ai khác nó là thỉnh vua hùng của mình à cái lễ nó phải đủ tất cả các lễ và làm luôn cả chống đồng là giả thôi chứ không phải là thật được nhưng mà làm theo cái form như vậy để mà mình gõ cái tiếng trống nó áp những con gà tinh nó đi bị trong lịch sử các bạn biết là khi mà vua an dương vương của mình là giết mộc tinh và gà tinh để đem lại yên bình cho xã tắc những cái vị thần họ đều có cái phương pháp nào đó để mà họ diệt một cái loại yêu tinh ma quỷ ở vùng đó đặc biệt là mệnh đế dương cho nên là người ta phải thỉnh à, vua an dương vương của mình để mà làm cái việc đó thì chị này chị cũng chứng kiến cái lễ thỉnh nó rất là hoành tráng để giúp cho một cô gái người thái loại được gà tinh ra ngoài mà lúc đó là khi mà mà chị này chỉ tả đó mà cô này cũng gần như là chết đi sống lại à, khi mà lấy cái thanh kiếm đó, mà đâm vô giữa ngực này là thanh kiếm nó không có bén không có nhọn chỉ là đâm hờ giữa ngực thôi thì cái cô này có trợn chồng lên cổ gáy y chang một con gà sau đó là dùng lưỡi lam rạch rạch hai cái đầu ngón tay đó để cho máu đen nó chảy ra phải nói là chỉ nói là nếu như mà tân có dịp mà tân nhìn thấy là tân thấy ớn lắm máu không ra màu tươi mà ra máu đen nó chảy ra hai cái chén mà cái mùi nó y chang mùi mình cắt tiết gà sao cái mùi mùi gà không thì mới đem ra ngoài để ở trên cái hai cái mảnh đất của thầy đó đổ xuống các bạn biết dưới đất á trùng đứt nó bò lên nó hút thấy rất là rõ chùm đít nó bò nó hút cái máu tanh đó để mà nó diệt cái tà khí trong người của cô này một cách triệt để thì tầm 5 ngày sau là cô này có hồng hào trở lại của hồng hào trở lại và thầy của bên mình đó là phải chăm và đủ thứ hết từ thuốc men rồi từ phù chú trong suốt 5 ngày đó để cho cái vong hồn mà gà tinh nó không quay trở lại nữa các bạn thấy nhiều khi một câu chuyện tâm linh nó không phải chỉ một hồn người mà đôi khi là hồn thú nó cũng nhập cho người mình. Và những câu chuyện ly kỳ đó lại đến từ những người phan gọi là tha phương. Họ đi khắp nơi họ làm ăn. Họ gặp những câu chuyện như vậy xảy ra họ kể về cho mình. Thì sau đó cô này cái cô gái mà lễ tốt nghiệp đó cũng mang ơn cái chuyện này luôn. Và nhận cái chị người Việt của mình đó chị mà kể cho cho tụi mình nghe đó là mẹ đỡ đầu. Thì từ đó ở cái chợ đó là chị này rất uy tín Chị nói là chỉ hiểu được cái nỗi khổ của Tân Khi mình kể chuyện ma hay là mình chuyện tâm linh mà mình kể hay Hoặc là mình giúp được cho ai đó rồi Thì người ta cái chuyện gì người ta cũng nhờ mình hết Nửa đêm người ta cũng gọi mình để người ta giúp đỡ Thì chị này cũng y chang Từ khi mà cái chuyện nó chỉ nổi tiếng là hầu như Ba cái tỉnh đó lúc nào cũng có người bị tâm linh là tới nhà chị này nhờ Thì chị nói là có những chuyện hên xui cái phong tục của người Việt giúp được, thầy Pháp người Việt giúp được. Nhưng mà có những thứ nó thuộc về ma quỷ của người Thái. Thì thầy người Thái mới hiểu. Nhưng mà chỉ uy tín quá cho nên là người ta tới người ta nhờ hoài. Vợ chồng chỉ rất là khổ. Nhưng mà giúp được, chỉ vẫn giúp. kiếp Tân thì thật sự ra mà nói không phải là Tân không giúp. Nếu mà mình nói mình tuyệt tình quá mình không giúp thì thật sự ra là cũng không phải. Có nhiều người gọi Tân trong đêm hoặc là nhắn tin tân về chuyện tâm linh nhưng mà họ hỏi câu trước câu sau họ không có tin mình mình đã chỉ cho họ rồi họ không tin thậm chí có những người cố tình hỏi mình mà để buôn chuyện bịa ra hay là thấy ở đâu đó để buôn chuyện với mình cho vui chứ không phải là tìm cách phương án giải quyết thậm chí có những chuyện tân tâm sự thật với bạn tại sao ekip nhiều khi lãnh đạm mình giúp người mình đâu có lấy tiền để bạc gì đâu mình hết lòng mình giúp nhưng mà mình nhận là tiếng oán thậm chí mình tức có những người bạn biết cái 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 giai đoạn mà giúp được bạn đó, nó chỉ trong một khoảnh khắc thôi nhưng mà vô trách nhiệm không chịu tới gặp thầy pháp dù ta hẹn 7 giờ 9 giờ tới mà những thầy pháp tân giới thiệu tân nói thật sự mấy bạn đều là trụ trì đều là những cao tăng mà 80, 89 tuổi người ta phải đợi bạn hai tiếng đồng hồ để mà trong khi cái khoảnh khắc âm dương của người ta là ngay cái khoảnh khắc đó mình phải tới sớm để mình chuẩn bị mình rửa sạch cái thân thể mình bắt đầu mình vô mình đẩy cái tà khí ra thì đúng khoảnh khắc đó thôi và khi mà nhiều lần tân hỏi là ủa sao sao bạn không tới đúng cái giờ đó tại vì mình ngủ mình ngủ bận ngủ á thì thực sự ra bạn thấy trong cuộc sống nhiều khi mình giúp nó cảm thấy nó rất là là, là là phi lý mình bỏ thời gian ra mình giúp gần đây tân gặp nhiều chuyện giống vậy vô hỏi chuyện tâm linh mình kêu về vậy đi sợ buông chuyện có bao giờ cái phương án khác là tâm linh cũng có phương án khác ma là ma mà quỷ là quỷ nhập là nhập mà không nhập là không nhập nó chỉ có một con đường để gỡ thôi và một khoảnh khắc âm dương để loại tà khí thôi nếu như mình không sử dụng được cái khoảng thời gian đó thì thiệt thòi ở mình Thật sự là như vậy luôn Cho nên là ekip nhiều khi thấy những cái quen quen Thì thôi mình không có gieo duyên để giúp Tại vì mình giúp không có được gì hết Mà người ta cũng không làm Vậy thì mình giúp làm gì Đúng không Thì chị này chị cũng hiểu tân Có những người tới hỏi chị, chị cũng giúp Giúp xong không làm Toàn là đợi thập tử nhất sinh nằm trên giường thôi thớp rồi Mới chịu làm Chứ còn nước còn tác là không tác. Đợi đến lúc mà gọi là nước đến chân rồi nhảy gần không được rồi. Mới tin mới làm. Vì thực sự ra cái duyên đó mà gieo nguy hiểm lắm. Tại vì mình gieo cái duyên đó mà người ta lỡ người ta mất. Đó. Người ta oán mình. Sao thằng này kể chuyện ma mà giới thiệu thầy bậy. Trong khi bản thân người ta không đi cứu trước. Cho nên là làng Tân, sáng nay Tân cũng xin phép Tân nói là ekip Tân hạn chế mình cũng không thể nào mình gieo duyên giúp được chỉ kể những câu chuyện ma chứ không dám giới thiệu thầy thầy người ta 80 89 tuổi rồi nhiều người ta có thực sự gần đất xa trời rồi người ta cần cái khoảng thời gian để người ta nghỉ ngơi mà mình giúp xong rồi đó người ta không oán mình người ta biết mình có tâm nhưng mà vô tình mình làm cho thầy mệt bởi vì người nhờ giúp vô tâm Sẵn đây mình chân tình cho các bạn để mình thấy và sẵn kể câu chuyện ma vào ngày lễ dỗ tổ hùng Dương đó mình biết rằng là cái linh lực của vị thần của nước mình, những vị đế vương của nước mình cũng rất là mạnh. Không nhất thiết phải sử dụng bất cứ một vị nào ở nơi khác, trừ khi mình có một nhân duyên đặc biệt với người đó, mình nguyện mình đi theo thì mình nhờ. Còn lại khi xảy ra bất cứ chuyện gì, hãy sử dụng mảnh tướng đế vương của người Việt để mà phục vụ cho chuyện tâm linh của người Việt. Hai các bạn, các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay? Cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích, nhớ like, share và subscribe để kênh youtube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ thì bye bye, hẹp lại các bạn với câu chuyện lần sau. Bye bye!